Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wesuwe Anime. Một trong những điều thú vị nhất mà tác giả Oda đã xây dựng nên băng hải tặc mũ rơm đó là mỗi thành viên trong băng đều có ước mơ cho riêng mình. Ước mơ như một chiếc kim chỉ nam trong la bàn, nó sẽ chỉ dẫn cho các nhân vật luôn nhìn về một hướng và tiến tới đích đến phía cuối con đường là đạt được ước mơ. Tuy các thành viên trong băng hải tặc mũ rơm đều có những ước mơ khác nhau, nhưng nhìn chung họ đang đi trên một con đường giống nhau. Đó là con đường mà Luffy đang đi, và các đồng đội sẽ giúp sức hết mình để vị thuyền trưởng có thể đạt được ước mơ của cậu. Nếu như bây giờ tớ hỏi các cậu rằng ước mơ của Luffy mũ rơm là gì, thì các cậu sẽ trả lời như thế nào? Câu hỏi này quá dễ. Tớ dám cá rằng 99% những vị khán giả đang xem video này sẽ trả lời ước mơ của Luffy là trở thành vua hải tặc. Đáp án thì có vẻ cũng đúng đấy, nhưng nếu tớ nói đó không phải là ước mơ thật sự của anh thuyền trưởng não cao su này thì sao nhỉ? Nghe thật điên rồ, nhưng liệu các cậu có tự hỏi rằng có khi nào trở thành vua hải tặc không phải là đích đến cuối cùng của Luffy hay không? Trong video ngày hôm nay, hãy thử nghĩ về câu hỏi này nhé! Let's go! Như chúng ta đều biết thì Luffy và Roger đều có cùng một câu nói giống nhau. Đầu tiên, trong chapter 506, lúc này Shanks cùng đoàn thủy thủ của mình trở về từ Biển Đông. Anh có gặp lại người thuyền phó cũ, Silver Rayleigh, cũng là người thầy của Luffy sau này. Thầy Ray đã thắc mắc rằng tại sao một người như Shanks sau một chuyến phiêu lưu tới vùng biển yếu nhất trong năm vùng biển lại trở về với cánh tay trái đã mất. Ông thắc mắc liệu ở đó có kẻ nào đủ sức để lấy đi cánh tay của người sắp sửa trở thành tứ hoàng trong tương lai này ư? Sau đó, Shanks đã kể cho Rayleigh nghe về câu chuyện của cậu bé Luffy và không quên nhấn mạnh rằng Luffy đã nói một câu nói giống y hệt như những gì mà vị thuyền trưởng quá cố của hai người từng thốt lên. Trong chapter 1000, lúc Ace và Yamato ngồi tâm sự với nhau dưới ánh trăng, Ace cũng đã kể về người em trai của mình. Trong đó, thủ lĩnh băng hải tặc Space cũng nhắc về một câu nói mà người em trai đã nói với anh khi cả hai còn nhỏ. Ace nói rằng, dù nghe thật ngớ ngẩn, nhưng Luffy hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đó, và anh cấm bất kỳ ai cười nhạo lên quyết tâm của người em ngây dại. Yamato vừa rơm rớm nước mắt, vừa nói rằng cô sẽ không cười vì đó chính xác là những gì mà người đàn ông vĩ đại kia nói. Yamato đã đọc cuốn nhật ký hành trình của lãnh chúa Kozuki Oden, người đã đồng hành cùng Roger trên chuyến hành trình cuối cùng của ông. Vậy nên, người vĩ đại mà Yamato đang nhắc tới, không ai khác, chính là vua hải tặc Goldie Roger. Chúng ta cũng được thấy ít nhất một lần Roger nói lên câu nói bí ẩn này. Trong chapter 966, băng hải tặc Roger đã chạm trán với băng hải tặc dâu trắng suốt 3 ngày 3 đêm, khiến cho hòn đảo nơi cuộc chiến xảy ra như sấm vang lên theo từng đường kiếm. Qua ngày thứ tư, cả hai băng ngồi lại với nhau, tay bắt mặt mừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Roger mới tiết lộ câu chuyện của mình rằng từ 13 năm về trước, tức 39 năm so với thời điểm hiện tại, ông cùng thủy thủ đoàn đã đi đến hòn đảo cuối cùng của đại hải trình, đảo Lodestar. Sau đó, Roger nhận ra rằng đây không phải là hòn đảo cuối cùng, mà còn ít nhất một hòn đảo bí ẩn nữa. Và những thông tin trên các phiến đá Pony Cliff sẽ là những chỉ dẫn cho ông đến với hòn đảo đó. Roger muốn dâu trắng cho mình mượn Oden trong vòng một năm, vì Oden có thể đọc được văn tự cổ. Roger khẳng khái nói rằng nếu tìm được hòn đảo bí ẩn đó, ông sẽ trở thành... Và tại đây, câu nói của Roger dường như đã được tác giả Oda giấu đi, không để ông nói hết cả câu. Dâu trắng đã bật cười vì cho rằng câu nói của Roger như lời của một đứa con nít, còn Oden thì chết lặng, không nói nên lời trước vị thuyền trưởng mới. Tóm lại chúng ta có gì nào, đó là một câu nói của Roger, và mãi tới 14 năm sau, một cậu nhóc Luffy 7 tuổi cũng nói câu y hệt như thế. Đây là câu nói thể hiện ước mơ thật sự của cả hai người. Câu nói này nếu nghe qua thì có thể là một điều ngây thơ viển vông và khiến người khác bật cười như tưởng rằng điều đó là không thể, nhưng cả hai đều nghiêm túc về nó. Ngoài ra, đây chắc chắn là câu nói quan trọng nhất của Roger, khiến cho các thành viên trong băng hải tặc của ông luôn ghi nhớ, đến nỗi Oden phải ghi nó vào cuốn hải trình của mình. Câu nói này là điều mà tác giả Oda chưa bao giờ tiết lộ cho chúng ta biết, vì nếu không thì chẳng có cớ gì phải giấu giếm khi ai cũng biết Roger sẽ trở thành vua hải tặc và Luffy cũng đang đi trên con đường đó. Nó phải là một câu nói có thể xoay chuyển tình thế cho diễn biến cốt truyện về sau, cũng là bí ẩn thật sự của việc Luffy muốn trở thành vua hải tặc. Vậy thì câu nói đó là gì? Ngoài tác giả Oda ra thì không ai biết cả, nhưng chúng ta có thể loại trừ một vài trường hợp. Đầu tiên là câu, tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Đó là câu nói cửa miệng của Luffy mỗi khi cậu muốn giới thiệu mình với ai đó. Và tớ sẽ loại bỏ trường hợp này vì tớ không nghĩ rằng nó chính là câu nói mà Roger từng nói. Sẽ có một vài lý do như sau. Lý do thứ nhất là mục đích của Roger không phải trở thành vua hải tặc. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng sự thật là vậy. Hòn đảo bí ẩn là nơi được đồn đoán chứa đựng một kho báu vĩ đại không tên và chính quyền thế giới cấm tất cả mọi người đến với hòn đảo đó, đồng thời cấm luôn cả việc nghiên cứu về những phiến Pony Cliff, văn tự cổ và 100 năm lịch sử trống. Vậy nên việc băng hải tặc Roger đến được với hòn đảo bí ẩn, tìm hiểu được tất cả sự thật
chính là đi ngược với tất cả những điều cấm kỵ trên. Và thứ người dân hóng hơn nhất là cái kho báu được đồn đoán kia. Nhờ công trạng mà không phải ai cũng làm được đó, Roger mới được ca tụng với danh xưng là vua hải tặc do thiên hạ tạo nên. Đồng thời, cái tên One Piece cũng được bản dân thiên hạ đặt ra nhằm ám chỉ kho báu của ông, dù chưa một ai kiểm chứng độ tin cậy của nó. Thứ hai, với một người đang mang phải căn bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn được bao lâu, thì việc cố gắng để trở thành vua hải tặc và nghe những lời tán dương phù phiếm như thế có vẻ như không hợp lý. Thứ mang lại hứng thú cho Roger chính là hành trình phiêu lưu tìm ra hòn đảo cuối cùng, chứ không phải là cái danh xưng mỹ miều kia. Vậy nên tớ đoán rằng câu nói "tôi sẽ trở thành vua hải tặc" không phải là câu nói đặc biệt của Roger. Thêm một lý do nữa, câu nói "tôi sẽ trở thành vua hải tặc" thì bất kỳ ai cũng nói được. Crocodile cũng từng muốn trở thành vua hải tặc, tứ hoàng Big Mom và Kaido vẫn luôn ấp ủ tham vọng trở thành vua hải tặc, và rõ ràng là hai kẻ này đang nắm giữ những điều kiện thuận lợi nhất để có được danh xưng đó. Ngay cả bất kỳ tên hải tặc nào cũng từng vỗ ngực hô hào muốn trở thành vua, cho dù phía trước là biển cả mênh mông mà bọn chúng không thể lường trước được. Tất cả đều mang trong mình ý chí quyết tâm cho đến khi gặp phải cơn sóng dữ, rồi bị cuốn phăng theo cơn sóng và ước mơ cũng bị trôi đi mất. Vậy nên, một tên nhóc tỷ mới 7 tuổi đã hô hào muốn trở thành vua hải tặc thì không phải chuyện gì kỳ lạ, có thể đơn giản chỉ là cơn bộc phát của tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nếu Luffy lúc nào cũng tuyên bố như thế mà không có gì đặc biệt thì Shanks không thể đánh cược cả cánh tay của mình. Vậy nên, một lần nữa, tôi nghĩ rằng câu nói mà Luffy thốt lên khiến Shanks nhận ra nó giống với lời của thuyền trưởng Roger, không phải là câu "tôi sẽ trở thành vua hải tặc", và vua hải tặc không phải là ước mơ thật sự của cậu. Tới đây nhiều bạn sẽ cho rằng Luffy muốn trở thành người tự do nhất trên biển và vua hải tặc là người như thế. Điều này có vẻ hợp lý, tuy nhiên đó chưa phải là đi đến cuối cùng của Luffy. Bởi chúng ta đều biết, vua hải tặc không phải là người tự do nhất. Khi Roger có được danh xưng này, ông bị hải quân truy đuổi giao giết, bị những băng hải tặc khác và những tên thợ săn tiền thưởng khét tiếng làm le cái đầu 5 tỷ của ông. Chúng ta đều biết rằng các tứ hoàng chỉ làm chủ vùng biển ở nửa sau của Đại Hải Trình, còn nửa trước Đại Hải Trình và 4 vùng biển Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của hải quân, hay chính xác hơn là chính quyền thế giới. Tự do thường đi đôi với quyền lực, và những người tự do nhất chính là những kẻ ngự trị trên thánh địa Mary Jones kia. Luffy muốn tự do nhất thì cậu phải đánh bại tất cả. Chứ theo những gì mà chúng ta có, mà câu nói ngây ngô, mà tính trẻ con, có thể khiến người khác bật cười như một sự châm biếm. Thể hiện tự do và trở thành người tự do nhất, dù chưa biết Oda sẽ bẻ lái như thế nào, nhưng tớ xin mạnh dạn dự đoán rằng câu nói mà cả Luffy và Roger đều nói chính là "tôi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này". Không biết đến đoạn này có ai đang bật cười vì sự ngu ngốc của tớ hay không? Nếu có thì có thể tớ đã thành công, vì nó là một câu nói ngây ngô như một đứa trẻ. Bởi vì chỉ trở thành vua hải tặc và sở hữu kho báu One Piece thì điều ai cũng muốn, nhưng trở thành chủ nhân của cả thế giới thì đúng là những kẻ điên mới dám nghĩ tới. Chủ nhân theo định nghĩa của câu trên không phải là người sẽ thống trị thế giới hay trở thành vua của bất kỳ ai. Chủ nhân có nghĩa là chúng ta đã khám phá hết tất cả mọi điều bí ẩn của thế giới, đi tới mọi vùng đất, nhìn thấy mọi sự vật và lắng nghe được mọi thanh âm. Thế giới dường như trong lòng bàn tay của chúng ta. Đó mới là sự tự do đỉnh cao nhất. Goldie Roger đã đi qua mọi vùng biển, khám phá hết Đại Hải Trình, nhưng vẫn còn một hòn đảo bí ẩn mà ông vẫn chưa thể tìm ra được. Và một khi Roger đặt chân đến đó, ông đã chính thức in dấu giày lên mọi nơi ông tới. Thế giới không còn gì là bí ẩn đối với Roger nữa. Ông chắc chắn là một người tự do nhất. Luffy chắc chắn cũng muốn tự do như Roger. Vì Roger là vua hải tặc, với tiềm thức và góc nhìn của một đứa trẻ, Luffy cũng muốn trở thành vua hải tặc. Đó là một số suy nghĩ của tớ về ước mơ thật sự của Luffy. Vua hải tặc không phải là đích đến, mà nó là một dấu mốc cần đạt được cho ước mơ lớn hơn của anh thuyền trưởng bằng mũ rơm. Còn các cậu nghĩ thế nào? Hãy chia sẻ ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ, Wish You Wish, out!